Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Mình còn một cọc hơi cuối cùng dành cho anh em lên xe nha, cọc hơi 70 phân khối. Ở đây nó có cái số 72 các bạn, người ta mài số 72 rồi anh em. Đó, cọc hơi nguyên zin nha. Đây là cọc hơi tháo xe kho nha anh em, nguyên zin. Anh em thấy nhìn đẹp không? Rất là đẹp luôn nha. Đó, rất là đẹp. Dành cho anh em nào mà 50 muốn lên 70 hoặc là thay vô cục hơi DD có zin cốt không S tăng đa nha các bạn. Đấy, anh em nhìn thấy không, cục hơi rất là đẹp, chưa vệ sinh đẹp sẵn luôn. Cái này tháo xe kho nha các bạn, tháo xe chưa chạy Việt Nam nha. Rồi cái tông nè, đó ART đây, GB5 là 70 các bạn. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Này, đúc vô thử cho anh em coi. Mình có bốn cái tay là mà, hai cái tay quay phim, hai cái tay để cầm. Giống như khỉ vậy đó. Đó, ok, cục hơi 70 nha. Ngoài ra thì mình còn nguyên một cục máy 70 luôn. Đây. Nguyên một cục máy 70. Rất là đẹp. Cái cục này nó còn đẹp hơn cái cục quay phim nữa. Đó, nguyên cục máy. Thì anh em nào có nhu cầu mua nguyên cục máy này, bán luôn nguyên cục máy nha. Hoặc là anh em mua nguyên cục hơi với bình xăng con, hoặc là nguyên cục máy không, hoặc là mua lẻ bộ lửa hay nồi hay dây gì rã lẻ bán luôn các bạn. Bây giờ Sài Gòn chỉ thị thêm 16 thêm hình như 30 ngày nữa, ở nhà không biết làm gì rã đồ món bán. Đó, anh em muốn lấy nguyên cục có nguyên cục cho các bạn nha. Hoặc là muốn lấy nguyên cục hơi. Đó, hơi như thế này thì bán nguyên cục hơi các bạn. Đó, ngoài ra còn cục 50 anh em, còn cục 50. Còn 50 nó còn trong cái cục máy 50 bên kia đó. Đó, ok. Cục 70 nha anh em. Rồi, anh em có nhu cầu lấy cục máy thì anh em lưu ý nha, phương thức mua hàng của bên shop mình. Những anh em ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì vui làm chuyển khoản để bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Tất cả mọi sản phẩm bên shop mình bán chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code và chuyển đủ cho các bạn. Không có cọc cho các bạn, không có nhận cọc 1 triệu 2 triệu gì khỏi chuyện, mất công cho tốn phí tốn thời gian, không có nói nhiều mà. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Những anh em nào mà đã và đang mua qua bên shop của mình rồi thì biết shop của mình, còn ai chưa mua thì cứ mua thử một món đi, rồi từ từ là mua nhiều món nha anh em, đừng có hấp tấp quá mua nhiều món. Chưa biết shop uy tín ra sao thì cứ mua thử một món thôi, mua một món 100-200 ngàn thôi, rồi từ từ mua nhiều phải không. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Anh em có nhu cầu mua bất kỳ linh kiện phụ tùng riêng xe cúp thì anh em liên hệ nha. Shop mình có rất là nhiều nha các anh em. Đấy, có rất là nhiều thứ liên quan tới xe cúp, không có thiếu món nào. Bồ phù gặp đấy, bà ga thơ im bẩn gì, cái quần què gì cũng có anh em. Gương nè, trộn dù cái quần què gì cũng có, chỉ có tiền là mình không có thôi các bạn. Còn đồ là bao la nha. Đó, sườn các bạn, sườn custom, sườn 70, sườn 90, gió phuộc là soi dầu gà, cái quần què gì cũng có anh em, cái gì cũng có nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn, nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Xe Cúp nha.